Tập đoàn TH tặng 1 triệu ly sữa cho các khu cách ly COVID-19. Tập đoàn TH phối hợp cùng T. Ư mặt trận Tổ quốc Môi trường Trung Quốc Việt Nam trao tặng 1 triệu ly sữa tươi cho đội ngũ y bác sĩ. Người, đang cách ly phòng COVID-19. Sáng 10 tháng 3, tại Hà Nội, T. Ư Môi trường Trung Quốc Việt Nam. Và tập đoàn TH đơn vị sở hữu thương hiệu TH Chu Miu. Đã công bố chương trình trao tặng sữa cho đội ngũ y bác sĩ người đang phải cách ly phòng dịch COVID-19 tại Việt Nam và Trung Quốc. Bà Trần Thị Như Trang đại diện tập đoàn TH, giám đốc quỹ vì tầm vóc Việt cho biết, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đây là lúc mọi nguồn lực trong xã hội cần chung sức nâng cao ý thức phòng chống, bà mong muốn tập đoàn được sát cánh cùng các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần đó, tập đoàn quyết định trao tặng một triệu ly sữa tươi tới các y bác sĩ cán bộ, và người bị cách ly, đang tích cực phòng chống dịch ở Việt Nam. Bên cạnh đó, tập đoàn TH cũng trao tặng 240.000 ly sữa tươi cho các bệnh nhân. Và y, bác sĩ, đang chiến đấu với dịch COVID-19. Tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế. TH cam kết sẽ không chỉ trao đi một triệu ly sữa, mà còn sẽ sát cánh cùng T. Ư ừ môi trường Trung Quốc Việt Nam thực hiện chương trình ý nghĩa này. Chúng tôi luôn sẵn sàng chung sức cùng các tổ trước chính trị xã hội để Việt Nam sớm chiến thắng dịch COVID-19, bà Trang nói. Chia sẻ, tại lễ, bà Trương Thị Ngọc Ánh Phó Chủ tịch T. Ư môi trường Trung Quốc Việt Nam bày tỏ, dù diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp trong cuộc chiến này, các hoạt động phòng chống dịch do T. Ư môi trường Trung Quốc vẫn có sự đồng hành và ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ trước đây chủ yếu là sản phẩm y tế như khẩu trang. Nước sát khuẩn phòng chống dịch thì nay đã có thêm sự hỗ trợ về dinh dưỡng từ tập đoàn TH. Bà ánh cho rằng, ngoài các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, mỗi người cần tăng cường sức đề kháng bằng việc đảm bảo dinh dưỡng và luyện tập thể thao. Chương trình trao tặng 1,24 triệu ly sữa cho người cách ly. Và các y bác sĩ của Việt Nam, Trung Quốc là hành động thiết thực, cho thấy nghĩa cử nhân văn cao đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong hoàn cảnh khó khăn, tôi tin giá trị của chương trình này sẽ được lan tỏa trong cộng đồng, bà Ánh nói. Tập đoàn TH tạo dấu ấn. Tại thị trường Việt Nam với sản phẩm chính là sữa tươi và các sản phẩm từ sữa tươi, đến nay, TH là doanh nghiệp duy nhất được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa tươi vào thị trường đông dân nhất thế giới này. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào. Hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại